Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu về hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt do Minh Thúy thực hiện. USS Theodore Roosevelt là một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trở thành trung tâm gây sự chú ý của truyền thông gần đây vì một bức thư gửi bởi thuyền trưởng Fred Cozier. Được biết, USS Theodore Roosevelt là một hàng không mẫu hạm thứ tư thuộc đại hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt, một vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ, là một con tàu thứ tư được đặt tên để vinh danh Tổng thống Theodore Roosevelt. Dấu hiệu các cuộc gọi vô tuyến của tàu là Rough Rider, biệt danh của đơn vị kỵ binh tình nguyện của Tổng thống Roosevelt trong chiến tranh Mỹ và Tây Ban Nha. Tàu được ra mắt vào năm 1984 và hoạt động đầu tiên trong chiến dịch bão táp sa mạc năm 1991. Ban đầu thì Tổng thống Gerald Ford đã hủy kế hoạch đóng mới hàng không mẫu hạm CVN-71 vào năm 1976, thay vào đó là hai hàng không mẫu hạm hạng trung CVV để thay thế cho hàng không mẫu hạm lớp Midway. Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng con tin Iran đòi hỏi phải tăng cường khai triển các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Mỹ tới Ấn Độ Dương, Tổng thống Jimmy Carter đã đảo ngược lập trường của mình đối với các tàu lớn hạt nhân lớp Nimitz, và CVN-71 sau đó đã được ủy quyền theo dự luật của tài khoá năm 1980 cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Lễ đặt sống tàu vào ngày 31 tháng 10 năm 1981 được Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger đã chấm mối hàng đầu tiên cho con tàu. Ngày 3 tháng 11 năm 1981 thì Bộ trưởng Hải quân John Lehman tuyên bố tàu sẽ được đặt tên là Theodore Roosevelt. USS Theodore Roosevelt là hàng không mẫu hạm đầu tiên được đóng mới theo kiểu thiết kế và phân chia hệ thống thành các phần nhỏ gọi là module. Trong đó các module đóng mới độc lập ở các khu vực khác nhau, sau đó vận chuyển đến xưởng đóng tàu chính và ráp chúng lại với nhau. Phương pháp kỹ thuật đóng mới kiểu module đã giúp giảm 16 tháng chế tạo so với trước, và kỹ thuật này được áp dụng trên tất cả các hàng không mẫu hạm sau đó. USS Theodore Roosevelt được hạ thủy vào ngày 27 tháng 10 năm 1984, đi vào hoạt động trong Hải quân Mỹ từ ngày 25 tháng 10 năm 1986. Sau các cuộc thử nghiệm trên biển và tập luyện trước khi khai triển, Theodore Roosevelt bắt đầu khởi hành lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 12 năm 1988 với Carrier Air Wing State tham gia. USS Theodore Roosevelt với chiều dài tổng thể là 1.092 feet, tốc độ là 30 hải lý một giờ. Chiều rộng sàn bay là 257 feet, diện tích sàn bay khoảng 4.5 acres. Hệ thống động lực gồm hai lò phản ứng hạt nhân. Kính thưa quý vị, điều quan trọng là theo báo cáo của Military Website thì có khoảng 150 thủy thủ đoàn. Trong thời gian mà thuyền trưởng Fred Cozier gửi bức thư đi, đã có thử nghiệm dương tính với COVID-19. Các báo cáo cập nhật hôm thứ Năm 10 tháng 4 cho thấy số lượng COVID-19 trường hợp trên tàu đã tăng lên hơn 400. Hải quân trong một tuyên bố nói rằng thủy thủ đã bị cô lập kéo dài trong 14 ngày sau khi được đưa lên Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ ở đảo Guam hôm thứ Năm 9 tháng 4. Theo nguồn tin từ CNN thì tác động của đại dịch coronavirus đối với các thủy thủ đoàn của Theodore Roosevelt là tâm điểm của một cuộc cạnh tranh dẫn đến sự từ chức hôm thứ Ba 7 tháng 4 của quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Motley. Các thủy thủ đã được tìm thấy bất tỉnh vào ngày 30 tháng 3 và đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ trên đảo Guam, Hải quân cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm 9 tháng 4. Kể từ hôm thứ Tư 8 tháng 4, đã có 97% thủy thủ đoàn của Theodore Roosevelt đã được kiểm tra virus và có tới 416 thủy thủ đã thử nghiệm dương tính, theo Hải quân Hoa Kỳ cho biết. Gần một tuần sau khi Motley sa thải Cozier, thì Hải quân chỉ mới di tản được 2.329 trong số gần 4.800 thủy thủ của hàng không mẫu hạm. Hải quân Hoa Kỳ ban đầu nói rằng họ đã có quyết định di chuyển 2.700 thủy thủ lên bờ vào ngày 3 tháng 4. Các viên chức cho biết quá trình này đã bị chậm lại do thử nghiệm vì chính phủ của đảo Guam yêu cầu các thủy thủ phải kiểm tra âm tính trước khi họ có thể được chuyển đến khách sạn trên đảo. Vào ngày 6 tháng 4, Motley đã bay tới đảo Guam
và nói chuyện với các sĩ quan và nhân viên của USS Theodore Roosevelt về vấn đề này qua bài phát biểu trên hệ thống PA của tàu. Trong đó, ông chỉ trích Cozier và nói rằng nếu ông ta không nghĩ rằng thông tin sẽ được đưa ra công chúng, thì ông ta quá ngây thơ hoặc là quá ngu ngốc khi trở thành một sĩ quan chỉ huy của một con tàu như thế này. Ông ấy đã cố tình làm điều này. Sau đó thì Motley đã xin lỗi vì những bình luận của mình. Sau khi bài phát biểu của ông đã bị các thủy thủ phản ứng dữ dội, vào ngày 7 tháng 4, Motley đã xin từ chức. Theo một viên chức của Hải quân, chuyến đi vừa rồi của Motley với 30 phút cho con tàu tới đảo Guam đã tiêu tốn của Bộ Quốc phòng khoảng 243.000 Mỹ Kim. Được biết vào ngày 5 tháng 3 năm 2020 thì Theodore Roosevelt cùng với con tàu tuần dương USS Bunker Hill đã đến Đà Nẵng, Việt Nam trong chuyến thăm hải cảng 5 ngày kỷ niệm 25 năm bang giao với Hoa Kỳ và Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, trong đại dịch coronavirus năm 2020 thì 3 thủy thủ trên tàu đã được thử nghiệm dương tính với COVID-19. Chỉ trong vài ngày, con số đó đã tăng lên hàng chục. Theodore Roosevelt được báo cáo là con tàu đầu tiên trong Hải quân Hoa Kỳ có ổ dịch COVID-19 khi đang ở trên biển. Theodore Roosevelt đã cập cảng tại đảo Guam vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Đến ngày 31 tháng 3, số thủy thủ đã bị nhiễm bệnh hơn 100 và thuyền trưởng Fred Cozier đã cầu xin sự giúp đỡ của Hải quân. Hải quân Hoa Kỳ đã ra lệnh cho hàng không mẫu hạm di tản cùng với 400 thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu để duy trì lò phản ứng hạt nhân, thiết bị chiến đấu, v.v. Thuyền trưởng Carlos Sadiello đảm nhận chỉ huy tạm thời của Theodore Roosevelt. Cũng theo nguồn tin từ Military Website cho biết, gần 300 thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt đã thử nghiệm dương tính với căn bệnh do coronavirus gây ra. Hải quân tuyên bố chưa đầy một tuần lễ sau khi vị chỉ huy của con tàu bị ngưng đảm trách nhiệm chỉ huy về cách ông báo cáo lên cấp trên về sự bùng phát của COVID-19. Kể từ hôm thứ Tư 8 tháng 4, 286 thành viên của hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt có COVID-19. Điều đó cho thấy có hơn một nửa trong số 548 trường hợp COVID-19 của US Navy, cao nhất trong số các chi nhánh quân sự. Vào ngày 2 tháng 4, sau khi đại tá Brad Cozier gửi thư yêu cầu Ngũ Giác Đài hỗ trợ thủy thủ đoàn mắc COVID-19, thì Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Motley tuyên bố trong cuộc họp báo của Ngũ Giác Đài rằng, hôm nay theo chỉ thị của tôi, sĩ quan chỉ huy của USS Theodore Roosevelt đại tá Brad Cozier bị rút quyền chỉ huy hàng không mẫu hạm. Ông Cozier bị cho thôi việc vì hành động được cho là cực kỳ thiếu sáng suốt khi thư yêu cầu dài 4 trang viết ngày 30 tháng 3 của ông được cung cấp cho giới truyền thông Mỹ, được San Francisco Chronicle đăng tải và lan truyền rộng rãi, đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về sự lây lan của trường hợp coronavirus trên tàu. Theo The Reuters thì ông Thomas Motley khẳng định thuyền trưởng Cozier đã thể hiện năng lực thẩm định yếu kém vì đã không bảo mật để cho lá thư bị lộ ra ngoài và báo chí. Thậm chí ông đã đăng tải nội dung lá thư trước khi lá thư được đến tay ông. Lá thư của thuyền trưởng Cozier đã viết: chúng tôi đâu phải ở trong thời chiến, các thủy thủ đâu cần phải hy sinh. Nếu không hành động ngay lúc này, chúng ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ chăm sóc chu đáo cho các thủy thủ, tài sản đáng tin cậy nhất của chúng ta. Hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cập cảng tại căn cứ hải quân ở đảo Guam để cho các thủy thủ được tản cư và cách ly phòng ngừa COVID-19 trên lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương. Gần như tất cả gần 5.000 thành viên của Theodore Roosevelt đã được thử nghiệm COVID-19. Kết quả cho thấy 2.874 thử nghiệm COVID-19 đã được hoàn thành. Hơn 2.300 thành viên của hàng không mẫu hạm đã di chuyển lên bờ tại đảo Guam. Theo nguồn tin từ Washington Examiner, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết khả năng khôi phục sĩ quan chỉ huy vì đã cầu xin lãnh đạo quân đội hành động nhanh hơn để bảo vệ thủy thủ đoàn của mình ra khỏi coronavirus trong một lá thư bị rò rỉ. Đô đốc Michael Gilday, giám đốc điều hành của Hải quân cho biết hồi đầu tuần này, ông đã xem xét việc khôi phục Cozier trong khi chờ đợi kết quả điều tra. Và Bộ trưởng Quốc phòng Esper đã nhắc lại trong cuộc phỏng vấn trên CBS This Morning vào ngày thứ Sáu, 10 tháng 4. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên tại Ngũ Giác Đài, tướng không quân John Hyten
Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết, quân đội phải lên kế hoạch liên quan đến sự bùng phát của coronavirus. Ông nói rằng sự bùng phát của coronavirus ở USS Theodore Roosevelt có thể xảy ra ở các lực lượng quân đội khác. Trong cuộc phỏng vấn, tướng Hunt nói rằng không nên xem sự kiện Roosevelt là một vấn đề riêng rẽ hay là có một không hai. Roosevelt không phải là hàng không mẫu hạm duy nhất của hải quân đương đầu với các trường hợp COVID-19. Tướng Hunt cũng tiết lộ rằng cũng có một số ít trường hợp coronavirus trên một hàng không mẫu hạm khác, như hàng không mẫu hạm Ronald Reagan và Carl Vinson. Các thủy thủ được chỉ định cho 4 hàng không mẫu hạm khác đã được tìm thấy COVID-19 dương tính. Viên chức Hoa Kỳ cho biết trong cuộc phỏng vấn với Reuters. Và thuyền trưởng Cozier là một trong những thành viên của thủy thủ đoàn Theodore Roosevelt đã thử nghiệm dương tính với căn bệnh này. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.